chào các bạn nhá. Hiện tại mình đang có mặt tại hội chợ Xuân Liễu Đề. Đây là một trong những hội chợ được mệnh danh là chợ viềng của huyện Nghĩa Hưng đây. Sáng ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024. Khá đông người đấy các bạn. Các bạn cùng với tôi cùng đi tham gia vào cái hội chợ xuân này nhá, xem có gì không nhá. Có giống chợ viềng ở trên chỗ tôi không nhá. Con lược rồi, họ bán khá là nhiều cây đấy. Bây giờ biết chỗ nào là chỗ bóng bay, bóng bay quá trời đất này. Có cả trà này, ôi giời, Trạng Nguyên này, Mộc Hương này. Thịt bò, một trong những đặc sản của chợ viềng. Đây được gọi là chợ viềng Nghĩa Hưng. Ra hàng kéo bày bán đầy đây. Xe máy vào đây tắt đường luôn này. Đây là trò chơi đây. Trò chơi phi tiêu. Vâng vâng, cái này anh bán hay là như nào đây anh? 20.000 một con à? 20.000 một con, con này là con ếch anh? Ếch xanh 20.000 một con. Đồng quá. Quốc này. Cửa bao tiền con đấy anh? 40.000 một con à? Trăm ba con rùa to, 40.000 con rùa nhỏ.
chùa. Quay đây nào. Bỏ khẩu trang ra xem ạ. Ôi. Mọc mọc với bao tiền cây đây chị? 80.000. Tổng thuê mấy cái trò phi tiêu phi ống bay này trên chợ Việt mình người ta cấm hay không? Hôm ngoái người ta cấm, năm nay có cấm không? Ở đây người ta vẫn cho chơi. Nay người dân bắt đầu đi làm ngày 6, nay ở đây cũng rất là đông luôn. Lan to he là mọi người nè. Thank you.
đồng vui quá. Loại nhạc hơn. Vào tham quan vườn cây nha các mọi người nha. Còn giá cả trong này thế nào? Đây ở cái chợ này không phong phú bằng ở chợ Viền. Chợ Viền phong phú hơn nhiều. Bồng này, bưởi đấy các bạn, chanh này, sung này. Mọc đây người ta bán rất nhiều nhá, hồng xiêm này, cau này. Cái sân ở Hội Chợ Xuân này rất là rộng, thấy còn trống nhiều chỗ lắm. Mai này. Ừ.
bán nho giống miền Bắc, cam kết trồng có quả, bảo hành luôn. Tranh bán nào đây anh? 3 đồng là bao nhiêu ạ? 30 cây. 30 một cây tranh. Tranh này giống ở đâu đấy ạ? Tranh này giống ở đâu ạ? Tranh ta. Hồng này bán nào một cây đấy em? Hồng bán bao tiền cây? $100.000 một cây à? Cái hồng này là tên nó là gì? Hồng bạch ạ. Cây đấy cũng 100.000 một cây à? Cây này cũng 100.000 một cây à? Cây nào 100 anh lấy cái nào? Đồng giá luôn ạ. À? Cái này cây mắc mật đây à? Vâng, cây mắc mật đấy. Cây làm thịt quay chứ? Cây làm thịt quay chứ? Cây làm thịt quay chứ? Vâng, đúng rồi. Thịt quay. Cây đấy giống ở đâu đây à? Giống ở nãy ở trên cái gì vừa trên Lạng Sơn đấy à? Đây. Sau này bán thịt quay này. Sau à, sau thì quả nhà bên kia. Mai đẹp quá. Chà nhiều quá. Làn Hồ Điệp đó. Làn Tài Chầu to quá. Sương Rồng này bán nào đấy cô? Sương Rồng có bán là 30. 30.000 à? À. Hai mươi nghìn một bát. Và xem cây giống nha mọi người nhá, trà thì nhiều nhở. Trà thì họ bán rất là nhiều luôn. Cháu ơi, nhưng mà trà nó 80.000.
cây giống. Đây là ổi giống này mọi người này. Ổi lê. Ổi lê ổi chiết đấy chứ, ổi chiết mới có hoa. Chú ơi, ổi lê bao tiền cây đây? 60 kìa ơi. Ổi chiết ạ? Ổi chiết, 60. Ổi kia là 40 kìa. Ổi này gọi là giống gì hả chú? Giống này giống Việt Nam, ổi lê. Ổi lê ạ? Ổi lê, có quả này. 60 một cây. Rộng và to. Quần cây giống này rất là đông người tham quan. Không mà. Không phải 70.000 một cây này. Họ có nói cái cây hồng này là xuất xứ ở đâu à? Nếu không phải mình về trồng không lên. Cô sợ vậy. Cô phải hỏi nó xuất xứ lấy ở đâu. Mít này chú mua bao tiền cây chú? Mít này chú mua bao tiền cây đấy ạ? Mít thì mấy chục ấy. Có loại 50, có loại 50.000. Mít Thái thì đắt hơn, còn mít Phú Quý thì bán đây có 3 loại. Dạ vâng.
chị ơi, nhà ấy chị mua là bao nhiêu tiền? Đâu? Tôi mua nhiều thế này là ông này bán với nhà cô. Cẩn thận dáng dấp rất là đẹp luôn, cổ bệ nhìn hoành tráng. Hồng bán bao nhiêu ơi chị? Chị ơi, Hồng bán bao tiền cây đấy ạ? 101 một đôi ạ? 101 một đôi. Trà cung đình. Rất nhiều người đang mua. Chợ đông người lắm. Tỉnh đã có những đổi thay đáng kể, đô thị hóa ngày càng nhanh, tỷ lệ hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ tại trung tâm khu chợ các tuyến đường quốc lộ tỉnh đô thị hóa ngày càng cao. Năm 2023, tỷ lệ đi lên nhà tổng đi nhỉ. Trần tiếp tục tăng liên hàng năm. Tại chợ và các vị trí xung quanh chợ Liễu Đề, nơi hội chợ có đền chùa Viên Hưng thờ các anh hùng dân tộc, cách khoảng 300m về phía đông bắc có đền thánh Liễu Đề, nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào địa đạo Thiên.